Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tu Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập chính của bộ truyện Phận gái lầu xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản đó chính là những like, chia sẻ và những nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng khiến cho nhì đào đến mức thu mình lại Cậu trọng không ngờ vết thương lại sâu đến mức độ ấy. Lấy miếng bông nhỏ thấm thuốc vừa mới nấu, cậu cẩn thận chậm rãi bôi thuốc lên vết thương. Mỗi lần chạm vào người Nhi, cậu đều chú tâm đến thái độ của cô. Nếu Nhi quá đau, liền lập tức dừng lại, đợi đến khi Nhi cảm thấy dễ chịu hơn thì mới tiếp tục. Công việc bôi thuốc và băng bó phải mất một lúc lâu mới xong. Thu dọn những miếng vải băng cũ sang một bên, Cậu trọng nhẹ nhàng xoay người Nhi đối diện với mình vì bôi thuốc ở sau lưng Lại chỉ quan sát thái độ của Nhi bằng hành động Nên cậu không biết Nhi đã phải chịu đựng cơn đau Nhiều hơn cậu nghĩ Đôi mắt Nhi đỏ hoe Mỹ mắt ướt đẫm Dài tiếng sụt sịt nhỏ gian lên Nhìn Nhi khóc Cậu trọng liền cảm thấy khó chịu trong lòng Cậu trao mày đưa tay lao nước mắt Vẫn còn đồng trên khóe mi Ôm cô vào lòng Cậu nhẹ nhàng vuốt về tấm lưng nhỏ của cô trấn ngang Tôi xin lỗi Đau như thế để tôi gọi thầy Lan đến khám lại Không Bàn tay nhỏ cố níu giữ lấy tay áo của cậu Không cho cậu đi Như mệt mỏi Tựa đầu vào ngực cậu Theo thào nói Không Không cần gọi đến thầy Lan đâu Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được Nhi không muốn có thêm bất kỳ ai xuất hiện trong phòng ngoài cầu trọng Việc đối mặt với cậu trọng đã là một điều rất khó khăn đối với cô Chứ đừng nói là gặp mặt những người khác Dường như sau khi bôi thuốc Nhi bắt đầu cảm nhận được tác dụng phụ của nó Cơ thể Nhi lạ đi Chẳng còn chút sức sống Ngay cả việc đưa tay lên cũng không thể làm được Mới khi nãy Nhi vẫn còn cảm thấy bình thường Thế mà bây giờ trong người cảm thấy khó chịu không thể tả Cổ nắm lấy áo cậu Nhi gắn gường nói ra từng chữ Cậu à Em thấy trong người lạ lắm Nhi còn chưa nói hết câu đã ngất liệm đi. Cậu trọng không một chút hoảng sợ, ngược lại còn bình tĩnh bế Nhi nằm xuống giường, rồi cẩn thận đắp chăn cho cô. Dán lọn tóc Nhi sang một bên, giọng cậu thì thầm bên tai. Em vẫn nên nghỉ ngơi thêm một lúc. Đêm khuya, bộ không gian tĩnh lặng bao trùm lấy biệt phủ, Nhi nằm trên giường bệnh, cơ thể bắt đầu có những phản ứng nhỏ ngón tay di chuyển, hàng lông mày khẽ trao lại. Cô trở mình, cơn đau từ những vết thương kia bị da chạm, liền làm cho Nhi tỉnh táo hơn. Nhìn tay xuống giường làm trụ, cô cố gắng ngồi tựa lưng vào thành tường. Mái tóc dài rủ xuống, che quất nửa khuôn mặt. Nhi đưa tay lên, nhẹ chạm, dán tóc sang một bên. Từng hơi thở đều rất nặng nề. Tỉnh dậy vào lúc đêm khuya, Ngọn đèn dầu trong phòng đã tắt từ bao giờ Xung quanh nhì Chỉ thấy một màu đen tối Ánh sáng duy nhất được ánh trăng rọi vào khe cửa trên khung sổ Nhì xoa nhẹ thái dương mấy cái Đầu óc mơ hồ bắt đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra Nhì nhớ sau khi cầu trọng thay băng vết thương xong Nhì liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi Không còn chút sức lực Bên tai khi ấy còn nghe thấy giọng cầu trọng Muốn mời thầy Lan đến Thế nhưng Nhi cản lại rồi sau đó đầu óc mơ hồ, không tỉnh táo, cứ thế thiếp đi. Những chuyện cần nhớ, gì chỉ nhớ đến đó. Bây giờ ép buộc phải tường tận mọi chuyện, đầu cô không thể chịu đựng nổi. Nhắc đến cầu rồng, Nhi liền đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây ngoài Nhi ra thì không còn một ai cả, cái mận cũng không thấy. Nhi đoàn bị thương nặng, đáng lẽ phải luôn có một người túc trực ở bên, đằng này lại không có bóng dáng của ai. Nghĩ là có người bên ngoài Nhi liền lên tiếng gọi thử Cầu trọng Mận có ai ở ngoài đó không Đáp lại Nhi là một khoảng không tĩnh lặng Nhi cố nhích giường đến gần mếp gắng sức gọi lại một lần nữa Cầu trọng Cậu có ở ngoài đó không? Lần thứ hai vẫn chỉ im lặng. Bây giờ thì Nhi chắc chắn không có ai. Cơ thể vẫn còn đang rất đau đớn, nhưng Nhi không thể ở trong phòng một mình ngồi lại trên giường khoảng chừng vài giây nhi hết một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi tự mình rời khỏi giường những bước đi đầu tiên sau một ngày dài nằm trên giường có hơi chập chững khó khăn nhưng nhi vẫn cố gắng cô dịnh tay vào đồ đạc trong phòng tìm đến chỗ ngọn đèn dầu để thắp sáng sau khi đã có ánh sáng nhi liền đẩy cửa bước ra ngoài hành lang tuy sức khỏe không được tốt như trước nhưng nhi vẫn muốn tìm cậu rộng đứng giữa một dãy nhà lớn vắng vẻ không một bóng người Nhi có chút rùng mình đây không phải lần đầu tiên Nhi ra khỏi phòng vào lúc nửa đêm nhưng hôm nay khung cảnh lại mang cho cô cảm giác ớn lạnh Nhi hít một hơi thật sâu bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đã bước chân ra khỏi phòng thì không thể quay về trắng tay quay người về hướng nhà dưới Nhi đang định bước đi thì bất ngờ âm thanh có két từ tấm bản lề đang rỉ sắt dang lên phía sau như giật mình đứng lại tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra tự trấn an bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra trong đêm như chậm rãi quay người về phía sau kiểm tra thu gọn trong tầm mắt là cầu trọng người đàn ông mà cô đang muốn tìm kiếm nhưng điều làm cho nhi ngạc nhiên hơn không phải là chuyện bất ngờ gặp được cậu ở đây Mà là vì cậu bước ra từ phòng của Thu Bàn tay đang nắm chặt lấy giặt áo của nhì Dần buông lỏng Sự sợ hãi trong lòng tan biến mất Thay vào đó là một cảm giác đau nhói Hệt như có thứ gì đó cứ mạnh vào tim Đứng đối diện với cậu Nhi chẳng biết phải làm thế nào Cũng chẳng biết nói gì hết Toàn thân Nhi cứng đờ không thể di chuyển Chỉ biết trơ mắt Nhìn cậu trọng Đang tiến đến chỗ mình cậu chồng mặt mày khó chịu tỏ vẻ không vui quan sát bộ dạng của Nhi cậu lên tiếng hỏi ngữ điệu có chút không vui đêm rồi sao có mở trong phòng nghỉ ra ngoài làm gì thế Nhi Nhi tìm cậu tìm tôi có chuyện gì tại Nhi tỉnh dậy mà không thấy cậu đâu hết trong phòng tối quá Nhi không dám ở một mình nên mới đi tìm cậu lần sau nếu sợ quá thì thắp đèn dầu lên. Tôi có để một cái ngay cạnh giường, không cần tìm, làm gì cho mất công. Vào phòng đi. Dạ, Nhi biết rồi. Những lời cậu rồng vừa nói ra có phải đang nhắc nhở Nhi đừng quá phụ thuộc vào cậu hay không? Mọi lần tính dậy không thấy cậu đâu, Nhi đều hoảng sợ đi tìm. Lúc gặp cậu, cậu không những không trách móc mà còn dịu dàng đưa cô về phòng. Thế nhưng, thái độ khi nãy hoàn toàn khác lạ cậu nói không cần tìm cậu cho mất công ở trong vũ ngoài cậu ra gì dựa vào ai được nữa không tìm cậu như biết tìm ai bây giờ nhì cứ mãi mê trong dòng suy nghĩ riêng mà không biết cửa phòng đã mở từ bao giờ cậu trọng quay người lại thấy nhì dần đứng ngoài hành lang điền chẹp miệng một cái tiến đến chỗ nhì đứng cậu không nói một lời trực tiếp bế cô trên tay nhì vì hành động bất ngờ của cậu mà chưa kịp phản ứng hai tay cô vô thức vòng qua sâu ôm lấy cổ cậu mà bám thật chặt cậu đưa nhi vào trong phòng để cô ngồi xuống giường rồi bắt đầu trách móc tôi không đưa em đi dạo thì em tính đứng bên ngoài đến bao giờ nữa đây nhi nhi xin lỗi đối diện với sự tức giận của cậu nhi chỉ biết cúi gầm mắt xuống nói lời xin lỗi vốn đã quen với việc được cậu quan tâm chăm sóc nay đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách Nhi có chút bỡ ngỡ mà không kịp thích ứng. Cậu nhìn Nhi, không thấy mặt mà chỉ thấy dáng vẻ cúi đầu. Khẽ thở dài một tiếng, cậu tự mình chỉnh lại chiếc nệm trên giường, rồi quay người thổi tắt ngọn đèn dầu đang sáng. Sau khi cậu trọng làm xong một số việc, Nhi vẫn ngồi im bên mép giường không di chuyển. Cậu bèn lấy làm lạ, hỏi. Em không tính đi ngủ sao? Định ngồi đây đến bao giờ? khi nãy cậu vào phòng tu làm gì vậy ạ à? câu hỏi của nhi cắt ngang lời cậu trọng đang nói chính câu hỏi ấy đã khiến cho cậu ngưng lại đôi chút nhi không cúi đầu cô ngẩng mặt lên đối diện với cậu khoảng thời gian cô im lặng không ngắn cũng không dài nhưng đủ để suy nghĩ hết mọi chuyện nhi bây giờ không phải là cô gái ngốc nghếch ngày xưa cũng không phải đứa dễ dàng nghe lời người khác dụ dỗ Nhi đủ chính chắn để biết Bản thân mình đang nói gì Và làm gì Chính mắt Nhi nhìn thấy cậu trọng bước ra Từ trong phòng của Thu lúc giữa đêm Với tư cách là một người vợ Ít nhất Nhi phải biết Chồng mình có quan hệ thế nào Cùng với người phụ nữ kia Cậu trọng quay mặt sang hướng khác Lặng tránh ánh mắt dò xét của Nhi Cậu không muốn trả lời Cũng không muốn giải thích về việc Mình đã làm Vậy nên cậu chọn cách im lặng cho qua chuyện Cậu Toan bước đến giường thì bị giọng nói của Nhi làm chuồn chân. Im lặng, không phải là câu trả lời mà em muốn nghe. Cậu nói đi. Cậu đến phòng thu làm gì? Nhi đột ngột, thay đổi cách xưng hô, ngay cả cách nói chuyện cũng không giống Nhi thường ngày. Mọi thứ không có gì quá ngạc nhiên, bởi Nhi không còn là Nhi ngốc của cậu lúc trước. Nhi biết, nếu bản thân cứ mãi sống trong cái vỏ bọc ngốc nghếch, không chịu lớn thì chẳng thể giải quyết được chuyện gì. Hiện tại như không muốn dựa dẫm vào người khác, bởi dẫu sao, cậu cũng đã biết được sự thật. Rồi sẽ có một ngày, cậu không bên cạnh bảo vệ cho Nhi nữa, cũng không còn yêu Nhi như lúc trước. Vậy nên, cho đến lúc cậu thừa nhận cậu không còn yêu Nhi, Nhi muốn hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mối quan hệ của hai người đó. Cậu trọng lặng lẽ nhìn Nhi rất lâu giống như thể đang dần chấp nhận sự thay đổi của Nhi. Cậu im lặng rất lâu, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Tôi có việc phải sang. Việc gì mà đêm khuya, phải sang tận phòng để giải quyết. Em chưa đủ tư cách để chất vấn tôi. Im lặng và nằm xuống, đừng làm ồn nữa. Dường như bao nhiêu sự tức giận, cậu trọng đều bộc phát ra bằng lời nói. Cậu lớn tiếng với Nhi, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu sự nghi ngờ chất vấn khi nãy khiến cho cậu không thể nhẫn nhịn vốn dĩ cậu đã không muốn giải thích đều là do nhi ép buộc mà thành đôi mắt nhi đỏ hoe trực trào như sắp khóc cô cố nén đau thương vào trong lòng bàn tay nắm chặt lấy nệm giường không để bản thân rời nước mắt hóa ra từ trước đến nay nhi không có tư cách để hỏi chuyện giữa cậu và những người phụ nữ ngoài kia mối quan hệ của hai người chưa chắc đã là vợ chồng trong cậu, hoặc có thể nó đã từng là quan hệ vợ chồng trước khi cậu biết được sự thật. Nhị cúi gầm mặt xuống, gật đầu mấy cái. Giọng nói của cô lạc hẳn đi, nghe như có giật trắng ngang cổ. Em, em biết rồi, xin lỗi cậu. Vậy tôi... Chắc cả ngày cậu mệt rồi, em không hỏi nữa. Chúng ta đi nghỉ ngơi thì tốt hơn Nhi không nhìn mặt cầu trọng lấy một lần Cứ thấy mà lê cơ thể đau đớn đầy vết thương Nằm sát vào góc giường Chật vật mãi gì mới có thể ngã lưng nằm xuống Cơn đau từ vết thương vẫn cứ truyền đến Nhưng lại chẳng thể sánh nổi với trái tim Đang chịu nhiều tổn thương Cầu trọng biết bản thân đã lỡ nói ra những lời không nên Nhìn bóng lưng nhỏ bé quay về phía mình cậu đưa tay định chạm vào dây nhi để nói với cô dài điều nhưng mà dường như dài điều lúc này của cậu chẳng thể khiến cho cô bớt đau đớn cậu lặng lẽ nằm xuống kế bên nhi rồi thuận tay kéo chiếc chăn lên ngang người cho nhi những gì cậu nhận được sau sự quan tâm muộn màng ấy là một không gian tĩnh lặng nhi không nói một lời cảm ơn cũng không có bất cứ phản ứng nào Cô nằm im giống như thể đang chờ cho đêm dài màu chóng qua đi. Cả đêm, nhì không ngủ được, vì mãi mê suy nghĩ đến những lời cầu trọng nói. Dù đã cố gắng gạt bỏ chúng ra khỏi đầu, nhưng mà như chẳng thể ngừng nhớ đến. Mỗi lần lặp lại là một lần khiến cho nhì cảm thấy đau đớn trong tim. Rốt cuộc thì cô cũng hiểu bản thân không đủ tư cách để quản chuyện của cậu Đáng lẽ ra lúc thấy cậu bước ra từ phòng thu Nhi nên chọn cách im lặng mới phải Cứ như thế Nhi nằm trằn trọc đến gần sáng vẫn chưa thể chợp mắt Có lẽ sau một ngày dài trên giường Cơn buồn ngủ đã không dày dò Nhi thêm nữa Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu sáng Từ khe hở của cánh cửa sổ Nhi nhìn thấy rõ ánh mặt trời Ngay khi Nhi dự định trở mình Thì bên tai truyền đến tiếng động Dường như cậu trọng đã tỉnh giấc, Nhi bất giác nằm im không nhúc nhích, không để ý đến điều gì. Mọi lần mỗi sáng khi thức giấc, Nhi đều không thấy cậu trọng trong phòng. Nhân cơ hội thích hợp, Nhi muốn biết cậu đã làm những chuyện gì mỗi khi cô còn ngủ. Như một thói quen, cậu trọng ngồi dậy trên giường, giường dài dài cái cho tỉnh ngủ. Quay sang bên cạnh kiểm tra thấy Nhi vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn cho cô Rồi bước xuống giường Sau một vài việc cần thiết Cậu trọng mở cửa lặng lẽ rời đi Ngay sau khi cánh cửa đóng lại Cũng là lúc Nhi mở mắt ra Cậu đi rồi cô không phải giả dờ như đang ngủ nữa Nhi dịnh tay xuống giường cố ngồi dậy Cô nhích cơ thể nhiều vết thương Từng chút một ra sát mép giường Hai chân vừa chạm xuống đất Liên cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Cậu trọng đi rồi cô phải tự mình làm mọi chuyện, như dựa vào những vật dụng trong phòng để đi tới buồn trong. Sau một hồi loay hoay, khó khăn lắm Nhi mới thay được quần áo hoàn chỉnh. Nhìn những vết thương trên người, Nhi hỏi không biết đến bao giờ chúng sẽ lành lại. Trở về chiếc giường quen thuộc, Nhi nghĩ đến việc cậu trọng thường làm mỗi sáng hóa ra lại đơn giản và chẳng có bí mật hoặc cũng có thể cậu đã thay đổi không còn như trước. Khẽ thở dài một tiếng, những ánh sáng lên lõi qua khung cửa sổ như chợt cảm thấy thật tẻ nhạt. Ngày hôm qua bị bà Lệ đánh vì lọ thuốc có chứa bùa yêu, bây giờ ra ngoài cửa nhất định sẽ chạm mặt bà. Nếu không phải bây giờ thì cũng là một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Để bà Lệ nhìn thấy Nhi chỉ thêm căm ghét và phẫn nộ mà thôi. Bởi hôm trước, cậu Trọng là người đứng ra bảo vệ cho Nhi. Cô mới may mắn thoát khỏi trận đòn như tử của bà Lệ. Hôm nay cậu đến cửa hàng, sẽ chẳng còn ai đứng ra để bảo vệ Nhi. Mà Nhi nghĩ, nếu cậu có ở nhà thì chưa chắc cậu đã ngăn bà Lệ. Dẫu sao, bây giờ cậu cũng đã biết được sự thật. Cậu sẽ chẳng quan tâm đến người, dùng trò hèn hạ để có được tình cảm của cậu như Nhi. Nhị loài hoài trong phòng một lúc lâu Không làm chuyện này thì cũng làm chuyện kia Tất cả đều cho mục đích giết thời gian Nhưng mà cứ mãi như thế vì bắt đầu cảm thấy chán Cô muốn ra khỏi phòng Mà cứ nghĩ đến chuyện chằm mặt bà Lệ Đành thôi Bỗng Từ bên ngoài gian lên tiếng gõ cửa như giật mình ngẩn đầu lên Ngay sau đó bền tài lại truyền đến Giọng nói quen thuộc Mợ ơi, mợ dậy chưa? Con vào được không? Nhận ra giọng cái mận, khóe mùi nhì khẽ công lên, nở một nụ cười đầy vui vẻ. Nhi mừng ra mặt vì cuối cùng cũng có người đến nói chuyện với cô. Cô hấn hở nhanh chóng đáp. Như vậy rồi, mận vào đi. Được sự cho phép, cái mận đẩy cửa bước vào bên trong. Trên tay còn bưng một bát thuốc vừa mới nấu. Mùi thuốc bắt đầu lan tỏa khắp phòng, khiến nhì chưa uống, đã dần cảm thấy khó chịu. Nhẹ nhàng đặt bát thuốc bên cạnh giường, cái mận mỉm cười nói. Mở dậy rồi thì mau uống thuốc đi, thuốc này là thuốc giúp vết thương trên người mợ nhanh lành hơn đó. Nhi nhìn bát thuốc với gương mặt chán nản, cô khẽ thở dài một tiếng, dù không muốn nhưng vẫn phải uống hết bát thuốc. Thấy bát thuốc đã cạn, cái mận liền lấy ngay cho Nhi một cốc nước trắng để uống cho đỡ đắng nhấp một ngầm nước nhi mới bắt đầu cảm thấy khá hơn đúng là thuốc đắng giả tật dù khó nuốt nhưng ít nhất nó cũng có tác dụng với những vết thương trên người nhi sau khi uống thuốc xong nhi liền hỏi cái mận về cậu bởi vì từ sáng đến giờ cái mận ở bên ngoài phòng nên biết được rất nhiều chuyện còn nhi thì chỉ ru rú trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh mận à sáng giờ mận có thấy cậu chồng ở đâu không có phải cậu đến cửa hàng cùng với bần hay không ờ à, chuyện này nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cái mận lúc này càng khiến cho nhì thêm sốt sắn cô cầm chặt lấy cổ tay gặng hỏi cậu trọng đâu rồi mận có thấy cậu không dạ con có thấy nhưng mà hôm nay cậu không đến cửa hàng cùng với thằng bần thế cậu đi đâu con không rõ con chỉ thấy sáng nay cậu ra ngoài cùng với cô thu cậu ra ngoài cùng với thu giọng nói của nhi dần trở nên nghẹn ngào càng về cuối càng khó nghe hơn giống như thể nhi đang cố gắng kìm nén cảm xúc sớm nay lúc nghe tiếng cậu mở cửa phòng nhi vẫn nghĩ cậu sẽ đến cửa hàng với thằng bần như mọi khi nhưng mà sự thật lại không giống như nhị nghĩ cậu ra ngoài cùng với thu như nhìn cái mận đang ngước mắt nhìn mình đôi môi khẽ ruồng mãi mới thành một câu hoàn chỉnh mận ạ à, mận có biết cậu với thu đi đâu không ừ, chuyện này con không rõ nhưng mà chắc chỉ ở quanh làng thôi mợ mà, mà đừng có nghĩ nhiều nha cái mận nắm lấy tay nhị trấn an Lúc nghe cái mận bảo cậu ra ngoài cùng với Thu Nó đã thấy sắc mặt của Nhi thay đổi Dẫu sao cái mận cũng trái đời nhiều hơn Nhi Nên thoáng nhìn qua là nó hiểu Nhi đang rất buồn Có điều thân phận tôi tớ của nó Chẳng thể giúp được gì nhiều Cái mận chỉ còn cách ở bên cạnh an ủi mà thôi Mới hôm trước Cái mận vẫn thấy cậu chồng yêu thương Nhi nhiều lắm Vậy mà hôm sau Đã cười nói với một người phụ nữ khác cái mận thực sự không hiểu Giữa hai người đã xảy ra chuyện lớn gì Mà khiến tâm trạng cầu trọng Thay đổi nhanh đến thế Lúc bắt gặp cầu trọng đi cùng với Thu Nó cũng bất ngờ lắm Mà chỉ dám cúi đầu đi qua Chẳng thể làm được gì Biết cái mận lo lắng cho mình như đặt tay lên tay nó mỉm cười cho qua Nhi có suy nghĩ gì nhiều đâu Nhi chỉ muốn hỏi xem cậu đi đâu thôi trong chuyện tình cảm, cái mận cảm nhận được dường như Nhi không giỏi nói dối. Rõ ràng là nó thấy Nhi đang cười, nhưng mà sao ánh mắt lại hiện lên nỗi buồn khó tả. Nó muốn giúp mà cũng chỉ ở bên để an ủi thôi. Mận à, lát nữa đến giờ trưa, mời đưa Nhi đến cửa hàng đưa cơm cho cậu có được không? Ờ, chuyện này con không giúp được mợ rồi Sao lại không? Nếu Mận bận việc thì bảo nô Đưa Nhi đi cũng được Thế Mận xua tay lắc đầu đáp Dạ không phải Cậu dặn con không được phép đưa mợ ra khỏi phủ Mợ phải ở trong phòng nghỉ ngơi Cậu dặn thế sao Dạ Vậy nên con không dám Làm trái lời cậu Nhi không nói thêm một lời nào nữa Cậu đã dặn Cái Mận như thế Nếu Nhi vẫn muốn ra ngoài Thì người khổ lại là cái Mận Chẳng còn cách nào khác Nhi đành ở lại trong phủ đợi cậu về Nửa ngày dài đằng đẵng trôi qua Nhi không bước chân ra khỏi cửa phòng Nửa bước Cô chỉ quanh quẩn như bốn bức tường Không đọc sách thì cũng theo thùa may giá Tất thảy đều để quên đi khoảng thời gian nhạm chán Giờ cơm trưa Nghe tiếng bước chân bên ngoài nhộn nhịp Cùng với tiếng người cười đùa vui vẻ Nhi biết Mọi người đang thay phiên nhau dọn dẹp đồ trên nhà trên cho bà Lệ dùng cơm. Nhi cũng có phần cơm riêng của mình, chỉ là không được ngồi chung mâm với bà trên nhà lớn. Đến độ khoảng đầu giờ chiều, Nhi dần cảm thấy bị bó hẹp trong căn phòng. Nhưng lúc cái mận ra ngoài làm việc, Nhi liền có ý định đi ra bên ngoài. Dù sao, phủ cầu trọng và nhà lớn cách nhau một dãy hành lang. Nếu không chuyện quan trọng, thì chắc bà Lệ cũng không đến đây. Nghĩ rồi Nhi dịnh tay xuống giường Bước từng bước chậm rãi bên ngoài Đứng giữa hành lang dài Một làn gió thổi đến Mái tóc Nhi bay bay trong gió Hít một hơi thật sâu Bây giờ tâm trạng của Nhi mới khá hơn Được hít thở một bầu không khí trong lành Vẫn tốt hơn là ở trong phòng kính Nhi đi từng bước thật chậm rãi Đến chỗ sân lớn Thế nhưng vừa đi được mấy bước Đôi chân của Nhi đột ngột dừng lại Bởi có người cản đường nâng tầm mắt lên như nhìn thấy cậu trọng và thu đang đi từ hướng đối diện như quay người coi như chưa từng thấy họ định giả giờ như không biết để tránh vì vất nào ngờ bước chân nhi lại chẳng thể nhanh bằng giọng nói của thu từ phía sau giọng mã đã vang lên nhi cô đi đâu thế nhi chào mày khẽ thở dài một tiếng muốn tránh được mối nguy hòa này sao mà khó đến thế lúc trước thu muốn nhi rời xa cậu còn không được này nhi tự mình tránh mặt Thì Thu lại tìm cách ngăn cản Chẳng biết ả có mua đồ gì đây Hay muốn thể hiện cho nhi thấy Cậu trọng đang dần quan tâm đến ả nhiều hơn Đã bị bắt gặp Lại còn bị gọi lại Như không còn cách nào khác Ngoài việc đối mặt Cô chậm rãi quay người về phía sau Trên môi liền nở một nụ cười Đầy gượng gạo đáp Cậu, cô Thu Hai người vừa mới ra ngoài về sao chúng tôi sang bên làng bên để làm vài chuyện bên đó đang có hội chợ vui lắm tôi cũng được cậu mua cho nhiều đồ lắm mà cô đi đâu thế không ở trong phòng nghỉ ngơi sao sớm đã biết thu sẽ khoe khoang về những điều mà cậu trọng làm cho ả nhưng nhi vẫn cảm thấy khó chịu tưởng đâu hai người họ ra ngoài bàn chuyện làm ăn ai ngờ dẫn nhau đi chơi nhân một buổi sáng đẹp trời như không biểu lộ quá nhiều cảm xúc cũng chẳng thể hiện được sự buồn bã khi nhìn thấy chồng mình đi cùng người khác. Cô vẫn cười nhẹ nhàng đáp. Ở trong phòng bí quá nên tôi ra ngoài cho thoáng. Biết vậy nhưng mà cô cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Vết thương chưa lành thì không nên đi lại như thế đâu. Cảm ơn sự quan tâm của cô Thu. Tôi cũng chỉ bị ngoài da. Nghỉ ngơi dài ngày sẽ khỏi. Nhớ lại cái ngày Nhi bị bà Lệ phạt vì lọ thuốc. Thu còn đứng bên cạnh để kích đẻo chăm chọc. Chính ả là người đã thêm dầu vào lửa, nên Nhi mới bị đánh nặng như thế. Thế mà hôm nay, Thu đứng đây quan tâm, hỏi han Nhi đủ điều. Chắc hẳn ả đang muốn làm người tốt trước mặt Nhi. Dù sao chỉ là những chiêu trò lừa gạt, đạo đức giả, Nhi cũng không muốn có thêm phiền phức, nên đành thuần theo ả thu lặng lẽ quan sát từng hành động và lời nói của nhi ả à cảm thấy nhi hôm nay không giống với nhi thường ngày từ cách ăn nói đến phòng thái đều chững chặt, trưởng thành hơn chứ không như một đứa trẻ con trong thể xác người lớn hệt như thể sau trận đòn roi như tử Nhi thay đổi thành một con người khác có điều suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ thu không mấy quan tâm đến sự thay đổi nhỏ nhặt đó điều khiến cho ả à chú tâm nhất chính là việc cậu trọng nói chuyện với ả nhiều hơn. Từ đầu đến giờ cậu trọng im lặng không lên tiếng dù chỉ một lời. Nhi thực sự không hiểu ánh mắt của cậu, nhìn Nhi, hiện giờ đang muốn nói điều gì. Nó phức tạp lắm, không đơn giản giống mọi lần. Nhưng mà dù thế nào thì tình cảm cậu dành cho Nhi cũng không như trước. Và hiện giờ Nhi đang trở thành giật cán đường giữa cậu và Thu. Nhi nắm chặt tay áo để bình tĩnh hơn rồi chậm rãi nói từng chữ. Chắc hẳn hai người đang rất bận phải không? Tôi không làm phiền nữa, xin phép. Cô không về phòng sao? Tôi muốn ra ngoài một chút, hai người cứ tiếp tục công chuyện của mình đi. Không để cho Thu có cơ hội nói thêm, Vì nhanh chóng quay người về. Cứ thế bước đi mà không dừng lại, cũng không ngoái đầu về phía sau. Cô không muốn ở đây lâu hơn cũng không muốn bản thân mình phải thấy những điều không nên thấy, tránh mặt có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Cậu trọng nhìn bóng lưng của Nhi dần khuất, đôi chân cũng vô thức mà bước theo cô, nhưng lại bị một bàn tay níu giữ. Quay sang bên cạnh, thấy Thu đang nắm tay mình, cô vội vàng gỡ tay Thu ra, chân cũng lùi về phía sau một bước. Hành động của cậu khiến Thu không mấy vui vẻ, nhưng ả à vẫn cười nói với cậu như khi nãy. Cậu vào phòng rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Thu vừa dứt lời cậu trọng lập tức từ chối. Chuyện làm ăn để sau rồi tính tiếp. Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tôi có việc phải làm. Nhưng mà... Thu còn chưa nói hết câu. Cậu trọng đã dồi dàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, chẳng cần hỏi. Thu cũng tự hỏi việc phải làm của cậu là gì. Cuộc vui giữa hai người chưa kéo dài được bao lâu đã phải kết thúc chỉ vì sự xuất hiện của một người không nên có thu dậm chân tại chỗ đầy bực tức rồi tự trách bản thân đáng lẽ lúc nhìn thấy nhi Á à, không nên gọi lại tiếp chuyện cũng chỉ vì muốn cho cầu trọng thấy thu dẫn quan tâm đến nhi không liên quan đến vụ lọ thuốc mà lỡ mất một cơ hội cầu trọng nhanh chân đuổi theo nhi rõ ràng trên người nhi có rất nhiều vết thương vậy mà không ngờ mới chỉ rời tầm mắt cậu không lâu Nhi đã đi được một quãng đường khá xa. Bóng dáng Nhi thu gọn trong tầm mắt, cậu trọng dồi dàng bước đến kéo lấy tay Nhi. Sức lực Nhi vốn không được khỏe, hơn nữa lực kéo mạnh, khiến cô lập tức quay người về phía sau. Hai chân vô tình tự da vào nhau, mất thăng bằng, mà ngã nhào về phía trước cỗ mai phía trước nhi là cậu trọng cả cơ thể nhỏ bé tựa vào người cậu lúc nhi ngã cậu liền dang tay ra nếu không vết thương càng nặng thêm ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn nhi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu trọng hai tay đặt lên ngực cậu muốn đẩy ra mà không thành dòng tay qua ôm lấy chặt nhi muốn thoát cũng chẳng được còn chưa kịp nói lời nào thì cậu trọng đã lên tiếng. Em định đi đâu? Em... Như dự định trả lời câu nói của cậu trọng thì nhớ ra chuyện khi nãy. Cô cháu mày hỏi ngược lại. Không phải cậu đang bận đi công chuyện với Thu sao? Đừng hỏi ngược lại tôi, em định đi đâu? Em chỉ muốn xuống dưới nhà một lát thôi. Cậu không đi với Thu nữa sao? Không phải là việc của em. Nghe cậu trọng nói như thế Nhi cũng chỉ đành gật đầu cho qua chuyện Nhưng lúc cậu trọng đang nới lỏng tay Nhi liền đẩy cậu ra xa Rồi lùi về phía sau dài bước Trong lòng Nhi hiện giờ Đang có rất nhiều điều muốn hỏi cậu Nhưng cứ nghĩ đến cái gọi là Không đủ tư cách Mà cậu nói tối qua Nhi lại thôi Cậu Chuyện gì Nếu như cậu gọi em lại Chỉ để hỏi mấy câu này thôi Thì em xin phép đi trước như quay người nhanh chóng rời đi Dù sao đứng với cậu Cô cũng không biết phải nói những gì Có điều cậu vẫn chưa hề có ý định buông tay Cậu giữ chặt lấy cổ Nhi Không nói một lời Mà trực tiếp bế cô lên Nhi hoảng loạn Đưa hai tay vô thức câu lấy cổ cậu Trên mặt thể hiện rõ sự sợ hãi Cậu, cậu định đưa em đi đâu? Về phòng Em không muốn cậu thả em xuống Tốt nhất là em ngoan ngoãn ở trong phòng đợi đến khi vết thương trên người lành hẳn, rồi muốn đi đâu thì đi. Cậu đã quyết như thế, như chẳng còn cách từ chối. Dù sao cô cũng đang phụ thuộc vào cậu, muốn phản kháng cũng khó. Trở về phòng, cậu trọng nhẹ nhàng, để Nhi ngồi xuống giường. Cậu không nói một lời, trực tiếp cởi chiếc áo ngoài mà Nhi đang mặc, rồi dứt xuống góc giường, cẩn thận xem lại những vết thương trên người Nhi. Sau hồi kiểm tra thì phát hiện ra một miếng vải băng trên cổ tay đã thấm máu. Cậu chạm nhẹ vào vết thương, một vệt máu dài xuất hiện trên ngón tay. Là máu tươi, hình như vết thương đang rỉ máu. Nhi cũng nhanh chóng nhận ra vết thương đang chảy máu. Bảo sao từ nãy đến giờ cô cảm thấy rất đau Mà không biết cơn đau đến từ đâu Bây giờ Nhi đã phát hiện ra rồi Nhưng mà không chỉ một mình Nhi Cậu rồng cũng đã phát hiện nhìn gương mặt tối sầm lại của cậu như chợt rùng mình cô không dám đối diện chỉ lén lút nhìn cậu trong thoáng chốc đôi môi khẽ lấp bấp mãi mới thành tiếng cậu vết thương này không phải tôi đã dặn em ngồi im trong phòng rồi sao bây giờ ảnh hưởng đến vết thương thì bao giờ mới lành lại được em không cố ý với lại ở trong phòng chán lắm mà hôm qua cậu có quan tâm em thế này đâu Sao hôm nay lại lớn tiếng trách móc em Dù gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ Cầm máu rồi băng lại là xong Em tự mình làm được Cậu Cậu nên đi giải quyết công chuyện của mình đi thì hơn Đêm qua cậu lạnh đùng bao nhiêu Thì hôm nay lại đột nhiên quan tâm đến gì bấy nhiêu Hôm qua cậu còn nói Đừng bận tâm đến chuyện của cậu Hôm nay như làm đúng theo lời cậu nói Thì lại bị cậu trách móc như sẽ tập quen dần với việc Không có cậu bên cạnh tập quen với việc phải tự mình làm mọi việc ngay từ những chuyện nhỏ nhất. Bởi với cậu, Nhi không có tư cách trong căn nhà này. Cậu lắng nghe những lời Nhi nói, nhưng không đáp lại. Đứng dậy, lấy giải bằng trượt cất trong ngăn kéo tủ. Cậu tiến đến chỗ giường, ngồi xuống đối diện với Nhi, rồi băng lại vết thương. Nhi mặc định sự im lặng của cậu là đang ngầm thừa nhận những lời Nhi nói là đúng. Suy nghĩ của cậu Nhi thực sự không thể hiểu nổi Cô không rõ sau khi biết được sự thật về lọ thuốc kia Thì cậu có còn tình cảm với cô hay không Lúc thì nạnh nhạt, lúc thì ấm áp Tâm trạng của cậu trọng rất khó hiểu Bằng vết thương xong, cậu trọng cẩn thận mặc lại áo cho Nhi Cậu dán tóc Nhi sang một bên để lộ gương mặt khả ái Bàn tay cậu ấm áp, áp lên má Nhi Truyền đến hơi ấm, cậu nhẹ nhàng nói ở yên trong phòng Đừng chạy nhảy lung tung nữa Tôi ở đây với em Cậu ở đây Nhưng mà không nói gì thì cũng khác gì lúc trước là mấy đâu chứ Cậu nói vừa dứt Nhi liền lẩm bẩm mấy câu trong miệng Hình như giọng nói của Nhi quá nhỏ Nên cậu không thể nghe thấy Em nói gì Dạ, dạ không có gì Vậy nằm nghỉ đi Đến giờ cơm tôi gọi Như gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống theo lời cậu trọng cậu trọng đắp chăn lên ngang ngược cho nhi rồi tiến đến chỗ bàn làm việc cậu không ra ngoài nữa mà ở trong phòng với nhi vừa thuận tiện cho công việc vừa để canh chừng cô vợ tinh nghịch của mình chiều muộn nhi đang nằm mơ màng trong giấc mộng bỗng bên tai lại truyền đến tiếng động khiến cho nhi giật mình tỉnh giấc điều đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh thu gọn trong tầm mắt nhi là hình ảnh cầu trọng Cậu đỡ Nhi ngồi xuống rồi sốt sắng hỏi. Màu, theo tôi là nhà trên, thầy về rồi. Nhi còn chưa tỉnh ngủ, thì đầu óc có phần mơ hồ. Phải đến khi cậu nói đến lần thứ hai, Nhi mới nhận ra phần quan trọng của vấn đề. Cô dội hỏi lại cậu. Thầy, thầy về rồi ạ. À? Phải, thầy còn dẫn theo một vị khách quý. Nhanh lên tôi đưa em đi. Dạ, Dứt lời Nhi nhanh chóng bước chân xuống Cậu đưa tay đỡ Nhi đứng lên Hai người cùng nhau rời khỏi Nhanh chân lên nhà trên Để đón tiếp ông Đức Chủ nhân ngôi biệt phủ này Ngày ấy cậu trọng lấy Nhi Ông Đức cũng chỉ ở phủ mấy ngày Rồi sau đó cùng người hầu lên thành Kể từ lúc đó đến giờ Vẫn chưa nghe được tin thức của ông Đám hầu kể lại Hình như là ông lên đó giải quyết công chuyện Này ông Đức bất ngờ trở về lại còn dẫn theo một vị khách quý khiến gì rất tò mò cô vội vàng kéo vạt áo cầu trọng hắn giọng hỏi khách của thầy là ai vậy ạ à? là một vị quan lớn trong triều cậu có biết tên không hình như gì đó tên quân tên quân cầu trọng vừa dứt đời cái tên đó lập tức hiện hữu trong đầu với những suy nghĩ không mấy tốt đẹp cậu đưa mắt nhìn nhi rồi nhớ đến người đàn ông mà cô nhắc trong giấc mơ. Đến tận bây giờ cậu cũng không biết người đàn ông tên Quân khiến gì nhớ mãi là ai. Lỡ người đó là gì quan khách quan trọng này thì sao? Cậu ơi! Nhi khẽ lay nhẹ tay cậu trọng khi thấy cậu cứ đứng ngỡ ngờ không nói. Nhi nghiêng đầu quan sát, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu ốm sao ạ? À? Cậu trọng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung lắc đầu đáp không sao vậy chúng ta đi thôi đừng để thầy phải đợi cậu trọng khẽ gật đầu rồi tiếp tục cùng nhi lên nhà lớn suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cậu nhanh chóng bị xóa bỏ chắc do cậu đã quá để tâm nên mới có những ảo tưởng vị quan kia làm sao có thể là người đàn ông tên quân của nhi cậu nghe nói vị quan đó là con của một quan lớn quyền chức trong triệu vì học hành đỗ đạt nên làm quan từ rất sớm xét về độ tuổi chắc cũng chỉ tầm tuổi cậu một người xuất thân trong gia đình giàu có làm sao có thể biết đến những chốn thanh lâu nơi như từng sống có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều đứng trước cửa nhà lớn như vội vàng dừng chân ngập ngừng không dám bước vào những ngày sống chung với bà lệ như đã cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi bà lệ vốn dị ghét gì ngay từ đầu nên nhi có làm bất cứ chuyện gì bà cũng không vừa lòng sống với mẹ chồng đã khó nay ông đức lại đột ngột trở về nhi không biết ông có hiềm khích với mình giống như bà lệ hay không nhi thực sự sợ cái cảnh phái chịu áp lực từ hai người một mình bà lệ tôi đã làm cho nhi khổ sở lắm nay có thêm ông đức không biết cuộc đời của nhi sẽ ra sao cậu trọng dự định đặt chân vào bên trong thì nhận ra người con gái bên cạnh mình đã dừng lại từ khi nào. Cậu quay đầu nhìn lại rồi tiến gần đến chỗ Nhi, lặng lẽ quan sát gương mặt cô. Cậu nhận ra Nhi đang lo lắng điều gì đó. Đưa tay nâng cầm Nhi lên, đối diện với mình, cậu hỏi. Em sao thế? Trong người cảm thấy không khỏe sao? Cậu à, hay là em về phòng nhé? Cậu lo lắng hỏi hàng. Trong người có chỗ nào không khỏe sao? em thấy hơi mệt cậu cho em về phòng được không em không vào trong được đâu như vừa dứt lời cầu trọng liền nhìn thấy điều bất thường khi nãy nghe tin thầy về như còn hấp tấp thúc giục cậu phải nhanh chân để thầy không phải đợi thế mà bây giờ đứng trước cửa nhi liền trở nên mệt mỏi không thể dạo bên trong cậu cúi đầu nhìn thẳng về mắt nhi trực tiếp hỏi có phải em đang sợ thầy đúng không Bị cậu nói trúng tim đen Hai mắt Nhi mở to ngạc nhiên Mồ hôi cũng lắm tấm trên trán Quả thực Nhi đang rất sợ Nếu phải gặp mặt ông Đức Bởi Nhi không biết Ông Đức có tốt hay không vốn dĩ định dùng cách giả bệnh Để về phòng tránh mặt Thế mà bây giờ lại bị cậu phát hiện Không còn cách nói dối Nhi đành nói thật với cậu Em sợ Sợ thầy Nhi gật đầu đáp đây là lần đầu tiên Nhi gặp mặt trực tiếp ông Đức. Ông Đức là người có quyền nhất trong phủ. Nhi chỉ lo bản thân không giỏi ăn nói. Đến khi tiếp chuyện với ông, lại nói ra những lời không hay sẽ ảnh hưởng đến cậu. Cậu trọng bật cười xoa đầu Nhi trấn an. Em không phải lo đâu, thầy sẽ không quá khắc khe đâu. Cậu... cậu nói thật à? Tôi đã bao giờ nói dối em chưa? Ngoan, dạo trong, thầy đang đợi. Nhị hít một hơi thật sâu Dùng hết sự can đảm của mình Cùng với cậu tiến vào bên trong Bên trong nhà lớn Mọi người đều đã có mặt đông đủ Thậm chí cả Thu cũng có mặt ở đây Mặc dù ả không phải người trong nhà Nhưng lại được bà Lệ dung túng Nên chuyện ả xuất hiện trong nhà lớn Chẳng mấy ngạc nhiên Dường như họ đều đang chờ cậu trọng Ngay khi thấy cậu trọng Ông Đức liền đứng lên Giờ tay giới thiệu với cậu Và dị quan kia bẩm quan đây là con trai tôi nó tên trọng rồi ông quay sang nói với cậu đây là quan tri phủ quan có việc ở đây nên tạm thời sẽ ở phủ chúng ta vài ngày con liệu mà hành xử cậu trọng không đáp lại ông đức mà chỉ gật đầu cho xong chuyện rồi cậu trọng nhìn quan tri phủ lặng lẽ quan sát vị khách đặc biệt này đúng như những lời mà cậu được nghe trước đó vị quan phủ này còn rất trẻ nếu cậu đoán không nhầm thì quan cũng chỉ trạc tuổi cậu. Mặc dù còn trẻ, nhưng ở vị quan này toát lên sự đỉnh đạt, trưởng thành. Một người mà thầy tôn trọng, kính nể đến vậy thì chắc chắn không phải thuộc dạng cậy quyền thế. Cậu trọng khẽ cúi đầu khi gặp quan ngữ điệu đầy kính cẩn. Tôi rất vinh dự vì được gặp quan tri phủ. Phủ chúng tôi không thể lớn bằng nơi quan ở trong triều mong rằng mấy ngày tới quan sẽ không chê quan tri phủ mỉm cười tỏ thái độ rất vui không một chút ngạo mạn hay tự vũ quan niềm nợ đáp tôi làm sao có thể chê được chứ được mọi người cho ở nhờ là tốt lắm rồi mọi người không cần phải gọi tôi là quan này quan kia đâu gọi tôi tên quân là được rồi quan tri phủ vừa dứt đời thì ông đức lập tức lên tiếng sao có thể như thế chứ Chúng tôi không thể gọi thẳng tên quan được Tôi muốn gọi như thế Mong là bá hộ có thể đáp ứng Nếu Nếu quan đã nói như thế Thì tôi đành nghe theo Quân gật đầu vui vẻ khi thấy ông Đức Đồng ý thay đổi cách xưng hô Bao nhiêu năm làm việc trong triều Phải nghe những lời nịnh bợ Rồi kính ngữ này kia đến phát chán Nay có dịp được về một huyện nhỏ Để bàn chuyện Quân lại muốn mọi người ở đấy Đối xử với mình như những người dân thông thường. Cách đối đãi của nhà bá hộ đức rất tốt, quân cũng rất nể trọng. Mặc dù là con một người đứng đầu trong làng, nhưng cậu trọng không phải hạ người ăn chơi xa đọa như mấy người con của bá hộ khác quân từng gặp. Nhưng mà điều khiến quân chú ý hơn cả, ngay khi bước vào biệt phủ, chính là cô gái đang đứng nếp sau lưng cậu trọng. Tuy rằng cô luôn cúi đầu, nhưng mà trong một khoảnh khắc nhỏ, Quân đã nhìn rõ gương mặt người con gái ấy. Ánh mắt Quân chưa một lần rời khỏi Nhi, thậm chí còn chứa đựng sự dịu dàng bên trong. Cậu trọng nhanh chóng nhận ra ánh mắt không mấy đứng đắn của Quân khi nhìn Nhi. Bởi Quân là khách của ông Đức nên cậu trọng không nói gì mà trực tiếp cầm tay Nhi kéo ra phía sau lưng. Thân hình to lớn của cậu trọng dễ dàng treo khuất Nhi. Lúc này Quân mới thôi dùng ánh mắt kia để nhìn Nhi. Ông Đức nhìn sang bên ngoài thấy trời cũng đã tối. Cơm nước đã được dọn xong thì vội vàng nói. Cũng đến giờ cơm rồi, mời quan vào dùng bữa. Ông lại gọi như thế rồi. Tôi xin lỗi, tại tôi quen miệng. Thôi, mọi người vào đi. Quân gật đầu theo sau ông Đức vào bên trong. Cậu Trọng cũng nhanh chóng đi ngay sau đó. Lúc như vừa định bước theo cậu Trọng, thì một bàn tay kéo ngược như lại về phía đằng sau như quay sang liền bắt gặp ánh mắt đầy sắc đành của bà lệ bà hất mạnh tay nhị xuống hằn học hỏi mày định đi đâu dạ cô đi theo cậu ai cho phép mày đi dạ đối diện với bà lệ nhị cứ mãi ngập ngừng không thành câu cô cúi gầm mặt xuống chẳng dám hé răng nửa lời sau trận đòn roi thừa sống thiếu chết hôm trước nhị đã đủ khổ sở Bây giờ cô không muốn phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Bà Lệ trừng mắt nhìn Nhi, rồi tỏ thái độ căm ghét. Nếu không phải vì cậu trọng luôn đứng ra bảo vệ, thì bà đã không để cho Nhi yên ổn đến ngày hôm nay. Bà Lệ nắm chặt lấy bàn tay đang bằng bó của Nhi. Mỗi câu bà nói ra, thì sức ở bàn tay càng thêm siết mạnh. Hôm nay có quan lớn đến đây, tao không muốn thấy cái bản mặt thấp kém của mày mày mau cuốc xuống nhà dưới đi bao giờ bọn tao ăn xong thì mới được lên nhưng nếu cậu không thấy con cậu sẽ không để yên đâu ạ à? mày đang dọa tao cô không có ý đó nhưng mà không thấy con cậu sẽ giận thật mà bà nhi càng nói bà lệ càng thêm phẫn nộ nhưng sự thật thì chính xác như những lời nhi nói nếu không thấy nhi cậu trọng sẽ tức giận mà phá hỏng buổi đón tiếp này mất Đến ngay cả việc bà Lệ kể chuyện bùa yêu của Nhi Cậu cũng bỏ ngoài tay mà bên dược Nhi Thì phá hỏng bữa tối dị Nhi Có là gì đâu chứ Bà Lệ im lặng trầm ngâm suy nghĩ một lúc Rồi nói tiếp Bây giờ mày xuống dưới nhà dọn dẹp Dưới đó chỉ có vài việc thôi Xong thì lên nhà ăn cơm với cậu Chuyện này Câm miệng Tao bảo sao thì mày làm thế Tao có cấm mày không được ăn cùng cậu đâu Nhanh cái chân lên Dạ Nhi khẽ cúi đầu rồi đi xuống nhà dưới Làm đúng theo lời bà Lệ Bà Lệ nhìn thấy bóng Nhi khuất dần sau cánh cửa Mới thôi tức giận Quay sang phía Thu Thái độ của bà lập tức thay đổi Bà mỉm cười niềm nở nói chuyện với Thu rất nhẹ nhàng Con nhỏ ngốc đó đi rồi Chúng ta vào trong thôi Lát nữa còn nhớ ngồi cạnh thằng trọng đó Thu đã sớm mừng như mở cờ trong bụng thế nhưng ả à, vẫn giả vờ lo lắng sợ không phải phép liệu con ngồi cạnh cậu có ổn không mẹ con sợ cậu không thích không sao hết có mẹ ở đây nó không dám nói năng gì đâu vậy con nghe theo lời mẹ bà lệ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi cầm tay thu đi vào bên trong gian phòng ăn rộng lớn trên bàn đã dọn lên biết bao nhiêu món ăn nóng hổi hấp dẫn Thu nghe theo lời bà Lệ vừa mới bước đến bàn ăn. Á à khẽ cúi đầu với tất cả những người cho phải phép, rồi ngồi xuống bên cạnh cầu trọng. Ngay lúc Thu ngồi xuống, sắc mặt cầu trọng lập tức tối sầm lại, tỏ vẻ không vui. Chiếc ghế này định sẵn dành cho Nhi, nhưng bây giờ lại bị người con gái khác ngồi vào. Cầu trọng đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nãy vẫn thấy Nhi đứng ở phía sau lưng, thế mà mới rời khỏi tầm mắt không lâu, đã biến mất. Chẳng biết Nhi đã đi đâu mà không nói với cậu một tiếng. Ông Đức thấy mọi người trong nhà đã có mặt đông đủ thì mở lời. Người cũng đã đủ, chúng ta dùng cơm thôi. Quân đột ngột lên tiếng chèn ngàn việc của ông Đức rồi nói tiếp. Tôi có một số việc cần phải ra ngoài, mọi người cứ dùng bữa trước đi. Chuyện có quan trọng không hay để tôi giúp? Không có gì đâu, tôi ra ngoài một lát sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Tôi xin lỗi Sau khi từ chối lời đề nghị giúp đỡ của ông Đức Quân liền nhanh chóng ra ngoài Trước hành động rời bữa cơm đột ngột này Ông Đức cũng không phàn nạn Bởi dẫu sao thì quân cũng là khách Ông quay sang phía mọi người Từ tốn nói Mọi người đợi một chút Lát nữa cậu ta sẽ vào ngay thôi Ngay khi ông Đức dứt lời Thì cậu trọng liền đứng dậy Con xin phép ra ngoài bà lệ giữ tay cầu trọng lại hắn giọng ra lệnh con định đi đâu hoàng lớn sắp vào đây đừng để cả nhà phải mất mặt cô đi tìm vợ mình con thấy ngồi cùng với người phụ nữ khác không phải vợ mình mới là mất mặt đó mặc cho bà lệ phản đối cầu trọng vẫn nhất quyết ra ngoài tìm nhi ngồi với người con gái không phải nhi cậu chỉ cảm thấy khó chịu đến cơm cũng chẳng nuốt nổi thì nói gì đến chuyện tiếp khách theo lời bà Lệ, Nhi lủi thủi xuống bếp, dọn dẹp một mình. Hôm nay, nhà có quan lớn đến, nên đám người hầu, bận biểu, không dọn dẹp nhà cửa, thì cũng chuẩn bị cái này cái kia để đón tiếp. Vậy nên trong bếp, ngoài Nhi ra thì chẳng còn một ai. Nhi lê từng bước chân, nặng trĩu tướng đến phía bàn bếp. Bình thường sau khi nấu nướng xong thì bếp đã lộn xộn, nay bày đặt thêm nhiều món, càng nhiều thứ phải dọn hơn. Nhi xoắn tay áo, bắt đầu làm việc một cách nặng nhọc. Mỗi lần cô cử động mạnh là một vết thương thêm đau. Tuy vậy, Nhi vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ sớm nhất có thể để lên nhà với cậu trọng. Khi nãy xuống dưới đây, Nhi không báo cho cậu một tiếng, chắc hẳn bây giờ cậu đang đi tìm Nhi. Mãi mê sắp xếp một số đồ nên Nhi không nhận ra đang có một người bên ngoài cửa bước vào. Cái bóng lớn in hẳn trên vách tường trong bếp cao và to hơn Nhi rất nhiều. Trên nền đất không hề phát ra tiếng động, dường như người đó đang cố ý bước đi thật nhẹ. Đến khi khoảng cách giữa nhi và người kia, chỉ còn lại một khoảng rất nhỏ, một giọng nói trầm thấp gian lên. Nhi đang làm gì đó? Nghe có tiếng người từ phía sau, Nhi giật mình quay lại. Tim trong lòng ngực đập liên hồi, hệt như thể muốn nhảy ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, như hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước gương mặt hiện rõ sự hoang mang lắp bắp mãi mới thành câu quan quan lớn quân khẽ cho mày tỏ vẻ không vui khi nhi gọi mình bằng hai tiếng quan lớn cậu thở dài chỉnh đốn không phải tôi đã nói không được gọi tôi là quan lớn sao phải gọi bằng quân chứ tôi tên quân nhi gọi tôi nghe xem bỗng nhiên quan lớn đột ngột xuất hiện trong bếp lại còn bắt nhi gọi bằng tên nhi dần cảm thấy có điều không ổn cô cũng bắt đầu nâng cao cảnh giác với vị quan lớn này hơn nhi lắc đầu mấy cái rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp tôi tôi không thể gọi quan bằng tên được đâu quan lớn cho tôi hỏi quan xuống đây có chuyện gì không vậy là nhất quyết không chịu gọi tên tôi nhi không dám nhìn thẳng vào mắt quan lớn cô cúi gằm mặt xuống thay vì trả lời thì chọn cách im lặng để đáp. Với địa vị còn thấp kém của Nhi, Nhi không dám gọi quan lớn bằng tên. Khi nãy trong nhà trên, quan có kêu mọi người bằng tên thật, nhưng mà Nhi thấy cả ông đức còn không dám mạng phép gọi, thì Nhi làm sao có thể to gan lớn mật. Trước sự cứng đầu của Nhi, quân bật cười thành tiếng. Nhi quên quân rồi sao, không nhớ quân là ai sao? quan lớn là quan lớn ạ à? sai rồi quan lớn là quân của nhi đây nhi ngốc hai tiếng nhi ngốc nhanh chóng lọt vào tai nhi cô sững người trong giây lát như thầy đang cố nhớ ra điều gì đó khoảng thời gian im lặng quân vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhi nhớ được chừng một lúc sau đôi mắt nhi sáng rực lên như đã nhớ ra được điều gì cô ngẩng đầu nhìn quân mỉm cười mừng rỡ là là quân thật sao quân hết cầm đầy tự tin chứ còn ai nữa mới xa nhau có hơn chục năm mà đã không nhận ra nhau rồi sao quãng thời gian đó cũng dài chứ không phải ngắn dù sao bây giờ gặp lại chúng ta đã là hai người ở hai tầng lớp khác nhau ngày còn sống cùng nhau trong thanh lâu như vào quân giống nhau hai người đều ở một nơi không mấy sạch sẽ thấp kém. Nhưng rồi một ngày, quân được một vị quan lớn trong triều đến và đưa đi. Kể từ sau ngày chia ly ấy, Nhi chưa từng gặp lại quân. Đã hơn 10 năm trôi qua, có rất nhiều thứ thay đổi, ngay cả con người cũng thế. Nhi vẫn là đứa con gái xuất thân từ lậu xanh, là đứa bần cùng nơi đáy xã hội. Còn quân, quân bây giờ là quan tri phủ, không ai dám làm phản. Người có chức có quyền, nói gì người khác cũng nghe, Quân và Nhi của hiện tại là hai người ở hai tầng lớp đối lập nhau. Đôi mắt Nhi thoáng hiện lên nét buồn bã, những lời Nhi vừa nói, quân phần nào hiểu được. Ngày chia ly, hai người chưa nói được với nhau một câu. Quân cứ thế, vì dì quan kia bắt đi, như ngày hôm ấy đã khóc rất nhiều, quân nhớ, Nhi thậm chí còn đuổi theo xe đến con đường lớn trên huyện, nhưng rồi hai người mất dấu. Cứ như thế mà hơn 10 năm rồng rã trôi qua Không một lá thư, không một lần gặp mặt Vì ép buộc chuyển đến một nơi khác sống Quân phải làm một thời gian dài để chấp nhận sự thật Và quen với những điều mới xảy ra trong đời mình Cậu giống dĩ không muốn làm quan Chỉ muốn làm dân thường sống một cuộc sống bình dị Nhưng cậu nghĩ Nếu không làm quan thì khó mà gặp lại nhi Quân đã đi biết bao nhiêu nơi mặc sức nhiều thời gian khi trở về chốn thành lầu cũ tìm nhi người ta nói nhi đã đi cùng với một người đàn ông quân phải dò hỏi mãi mới có được tin tức mà đến đâu cuối cùng cũng tìm được nhi nhi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của quân hai người từng sống chung với nhau như thế thế mà khi gặp lại nhi vẫn không nhận ra quân quả thật sau ngần ấy năm người thay đổi nhiều nhất vẫn là quân Cậu bé hay ngồi trên lưng trâu, bày ra biết bao nhiêu trò chơi, nghịch ngợm. Bây giờ lại là một vị quan, đỉnh đạt, ưu quyền. Nhìn quân bây giờ như cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Khoảng thời gian yên lặng để hai người nhận ra quá khứ, bị phá vỡ khi tiếng nhi lên tiếng. Sau quân là nhận ra nhi nhanh thế. Là chiếc giọng cổ, chiếc giọng đó chỉ có một mà thôi quân hướng ánh mắt về phía chiếc chồng cổ trên cổ nhi lúc trước nhi nói đây là kỷ vật duy nhất mà mẹ mình để lại nên lúc nào cũng đem theo bên cạnh cũng vì nhi luôn mang theo nên ngay từ lần đầu gặp mặt quân đã nhận ra ngay nhi là người mà mình tìm kiếm đôi khi phải mất cả đời để tìm kiếm một người nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đó hữu duyên sẽ lại tìm thấy nhau Nhi đưa tay chạm nhẹ lên mặt dây chuyền Rồi bật cười Cô không nghĩ sau khi lấy được di vật của mẹ Cô lại gặp nhiều may mắn đến thế Và điều may mắn nhất Chính là gặp được quân Lặng lẽ quan sát Bộ dạng hiện tại của Nhi Quân cháu mày thắc mắc Sao Nhi không ở thanh lâu cùng dị hoa Mà lại đến phủ nhà bá hộ đức Chuyện Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm Hay hay để khi nào có thời gian Nhi kể cho quân nghe nha Vậy cũng được Có thể hiện tại Nhi đã có một số chuyện riêng Không thể tâm sự Nên mới không muốn nói ra Quân hiệu tính Nhi Nên cũng không ép buộc Mà phải đợi đến khi Nhi tự nguyện nói Nhờ đến bữa tối đại khách Nhi chợt nhận ra Nếu để người khác phát hiện quân ở đây Thì sẽ không hay Thế rồi cô dội dạng nhắc nhở quân Mà thôi Quân lên nhà trên dùng bữa đi Đừng để mọi người chờ lâu Chúng ta nói chuyện sau cũng được Nhi không nhắc Thì quân chút nữa đã quên mất Dù sao quân cũng được đến một lúc Mặc dù là khách Nhưng không thể để chủ nhà đợi lâu Quân xoay người định rời đi Thì phát hiện trên cổ Nhi đang được băng bó Đôi chân quân đột ngột dừng lại Không nhiều lời Quân trực tiếp cầm tay Nhi lên kiểm tra Nhìn sơ qua lớp giải băng Quân đoán chắc hẳn vết thương phải rất sâu nên mới băng bó dài đến như thế. Sắc mặt quân tối sầm lại, tỏ vẻ không vui. Cậu trao mày khó hiểu. Hắn giọng hỏi. Tại Nhi bị sao thế? Ai làm cho Nhi bị thương? Quân vừa biến thành một con người khác. Ngữ điệu khi thấy Nhi bị thương khác hẳn khi nãy. Chất giọng trầm thấp như đang kìm nén sự phẫn nộ. Đối diện với sự chất vấn của quân, như vội vàng thu tay lại gượng gạo đáp cái cái này không có gì đâu tại vì bất cẩn trong lúc làm việc nhà nên mới để bản thân bị thương thôi quân mau lên nhà trên đi đừng để mọi người đợi nói sự thật hoặc tất cả người trong phủ phải nói thay gì lời đe dọa khiến cho dì sợ hãi bây giờ quân là khách lại là quan lớn địa vị của quân trong phủ bây giờ còn cao hơn cả ông đức nếu Nhi không nói Nhất định sẽ liên lụy đến những người vô tội Lưỡng lừa một lúc lâu Ngay cả ánh mắt Cũng không dám nhìn vào quân Bàn tay cứ dân dê giặt áo Đã bạc màu Nhi cứ mãi ngập ngừng Chẳng nói nền tiếng Khiến quân chủ động Có phải đám người trong nhà này Đã ngược đãi Nhi không? Không, không phải đâu Họ không có ngược đãi Nhi Thì vết thương này từ đâu mà có thì cũng bởi không muốn bị người khác liên lụy nên gì đành phải nói thật thực ra nhi được cậu trọng mua về phủ được một khoảng thời gian nhi sống ở đây rất ổn ngày ba bữa đầy đủ mọi người đối xử với nhi tốt lắm còn vết thương này là do lúc nhi bị phỏng vì nấu ăn chứ không có ai ngược đãi nhi hết quân chao mày tỏ vẻ nghi hoặc có thật là bị phỏng không hay là nhi đang che giấu một điều gì đó thật thực, thực sự là bị phỏng mà quân đừng quá đa nghi đáp lại nhi là một khoảng không tĩnh lặng quân vẫn đổ dồn hết sự chú tâm lên vết thương trên tay nhi cậu vẫn luôn có cảm giác vết thương kia không phải vết bỏng thế nhưng nhi đã nói như thế quân lại không có bằng chứng xác thực nên câu chuyện cũng dừng lại ở đó Kính thưa quý vị, quý vị vừa cùng với Thu Quỳnh theo dõi xong tập chính của bộ truyện Phần Gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.